thân mến, đây là trò chơi đầu tiên của 7 nụ cười xoan. Thưa quý vị thân mến, trò chơi có tên gọi là kéo co đĩa CD. Và chúng ta sẽ có hai đội. Ủa? Khánh bên đây mà. Khánh ơi, anh nói cho em nghe. Sau 3 năm tụi anh đúc kết, bên đây là bên thắng nha. Đúng cái đó lúc nào cũng thua. Không thì em biết, tại em đứng đây để cho Ngọc vui một tí thôi. Ok, bye. Ôi, vậy... Đấy chưa, đấy chưa. Trò chơi này chúng ta sẽ có 3 cặp chơi. Mỗi thành viên của mỗi đội đeo cái dây đình này vào. Sau đó đứng sau vạch vàng đen của chương trình. Và chiếc CD sẽ nằm ngay chính giữa. Và chúng ta có âm nhạc bắt đầu lắc. Lắc thoải mái, khi nào cái đĩa CD đó về của người kia thì đội mình thắng, đơn giản vậy thôi. Yeah. Ok, vô lực. Lên anh Vinh, em lên. Em chơi với anh Vinh. Vô. Chúng ta lắc thoải mái, không cần lo về thời gian. Đĩa CD chạy về phía đối phương và đụng vào vạch vàng đen thì đội mình thắng. Sau 3 lượt đội thắng nhiều hơn thì chiến thắng. Ngon, anh Luật có tin em không? Tin chứ. Vinh, nhẹ thôi, mạnh coi chừng ngọc đau nha. 3, 2, 1, go. Lắc ngược lại. Hay quá chứ tôi. Cao lên. Lại. Ngọc cao lên, cao lên. Lắc tiếp đi Vinh ơi. Bị ngược mất. Đi mời lắc Vinh. Lại. Đó, đúng rồi. Không dùng tay. Cái tay đi làm gì vậy? Nó ngược rồi. Lắc tay, lắc tay Vinh. Xong cái. Áo, trời ơi. Áo, xoay đi, xoay. Ngược đi ra. Gì vậy? Xoay, lắc ngược lại, lắc ngược lại. Xoay đi. Ủa, thua rồi. Đây. Thưa quý vị, hồi nãy là cái này nè, nó qua tới đây luôn nè, qua tới gần đây luôn nè, rồi có lúc nó gần tới đây luôn nè. Thật sự chỉ thua cái lúc mà bắt đầu Ngân tới cầm cái đuôi của chị, Ngân cầm cái đuôi nè. Và chị bà Ngọc có lắc đâu có được, bà Ngọc bu ra, bà Ngân cứ cầm cái đuôi. Cầm cái đuôi em lên, em chắc bảo bị ngang qua đây luôn nè. Mới nói với em rồi, không sợ đối thủ mạnh, chờ đồng đội chờ thôi. Như vậy là chúng ta đang thắng một lượt. Lượt này chúng ta thắng, lượt tiếp theo sẽ là ai? Em. Ngân rồi. Khánh. Ngân Khánh. Rồi, với lại Thúy Ngân. Rồi. À Ngân hả? Dạ. Chết cho chị nha cưng. Wow. Go. Thấy chưa? Em ơi. Wow. Mệt lắm ha. Khánh đang bị chuyện sao còn đường hồi đấy. Lùi 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 chứ em. Lùi lùi chứ em. Đừng có làm mất, đừng có làm mất. Lùi chứ, lùi chứ. Lưu lại Ngân. Rồi xong. Thưa quý vị, nó qua mất luôn. Chưa có ai thông minh, chưa có ai thông minh qua Thúy Ngân á. Cái đĩa đang ở đây. Bà không chịu lắc, bà kéo. Qua đây bà. Lưu lại Ngân. Không sợ đối thủ mạnh. Chỉ sợ đâu thôi. Ủa là sao? Hồi nãy đang ở đây em kéo lui hả? Anh được kêu em đi xa đó Ngân. Rồi. Mèo. Không phải, vấn đề là bên kia nó thuận chiều dễ lắm. Đúng rồi, qua đây ngược không có lắc. Chiều là sao? Đúng rồi, giờ tụi em lắc. Bây giờ đổi lại thử đi, đổi lại thử nè, em sẽ. Rồi, nếu mà nói vậy tôi sẽ đổi qua đó, tôi chơi với Luật. Rồi, chấp luôn. Thôi, tôi đứng bên đây, lỡ đổi qua đó tôi thua là tôi dùng gấp 4 lần à. Rồi,
Bây giờ tôi hỏi, nó cứ tới đây rồi mà bả cứ vậy nè. Tôi nói thôi lui lại cho thua luôn cho rồi đi. Phải đẩy qua để lại cho thôi nè. Sau hai lượt thì đội của mình thắng hết rồi. Lượt thứ ba chúng ta chờ đợi Tiến Luật có gọi là làm bằng danh dự hay là không. Với thân hình đồ sộ như Tiến Luật và khả năng chịu đựng mệt, rối loạn tình hình không cao. Nhưng mà nói về độ nhảy cho đứa trong mà không thì làm sao anh Luật bằng em. Nói về độ hông thì cũng chưa chắc ai bằng ai. Chưa chắc ai bằng ai. Chưa chắc ai bằng ai. Ôi vậy đó. Vô. Đó. Lắc lắc lắc. Đúng rồi. Ngược lại đó. Ngược lại. Ngược lại. Ngược lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Lên xuống đi, dần đi, dần đi. Lắc đi. Lắc đi dạ. Lắc. Như vậy là lượt cuối cùng là Tiến Luật bằng bản lĩnh của những người đàn ông đã chiến thắng Lam Vi Dạ. Và ở trò chơi này mình thắng hai lượt, mình chỉ thắng có một lượt thôi, mình vẫn thua. Và đến thời điểm này tỷ số chung cuộc của chương trình là 0-1. Hai con nhỏ vô dụng. Không có sao hết anh Luật ơi, mới vào đầu. Cái đội này đã tôi nói thật chết rồi. Phải bốc xong số 1 rồi chết rồi. Không có, tại bên này thôi. Cái hông của anh á, nó đánh được ở đó. Chứ tụi em là nó chỉ đánh bên này thôi. Thôi tụi em tập xíu. Sao hồi nãy em biết là phải lắc ngược lại mà em lắc không được. Được bên này thôi. Nó không ngược, nó ngược chứ. Như vậy là trò chơi này mình thua là do cái điều gì? Do tụi em thuận chân phải. Còn anh không, thuận chân trái. Do thiếu may mắn thôi. Trò chơi này đợi mình thắng 1-0. Bây giờ là trò chơi tiếp theo. Và chúng tôi xin lưu ý, trò chơi tiếp theo không dành cho những người đã có gia đình. Ủa vậy mời tôi làm chi vậy? Nói chơi vậy thôi. Thưa quý vị, vỗ tay cho màn tiếp theo của 7 nụ cười. Hình phạt này không phải là hình phạt, đây là một phần thưởng nè. Wow. Người thắng sẽ bịt mắt đưa cái thức ăn cho đội thua vậy thôi. Trời ơi. Rồi mình đeo vô cho mọi người nè. Ủa Giang hồi nãy quy định là Ngọc chịu hết mà Giang. Thôi tội nhỏ gái. Thôi em chịu hết cho em, để em chịu hết cho mọi người cho. Chứ lỡ chơi rồi thì phải đàng hoàng chứ. Bớt lại, bớt lấy sự thương cảm lại. Vậy đỡ hơn anh đỡ phải ăn luôn. Ừ vậy đi cho đỡ. Cảm ơn ai á. Mời vào vị trí bịt bắt lại. Em sẽ đút anh Luật. Thôi Khánh ơi, đút anh Khánh ơi. Dạ lo cho Ngọc đi cưng. À anh sao anh có. Có. Mấy miếng. Một hộp yến đông trùng hạ thảo. Em đẩy đi xa giùm anh. Ok. Đó xong rồi. Đâu, em muốn thấy trái dừa. Trái dừa đâu ạ? Ê có chừng bốc bên lồ, này bốc bên lồ. Này là bưởi à. Dưa đâu ạ? À? Dưa đây. À không, bên này tắt à. Con dừng lấy. Em ơi miếng này trời ơi bự thế. Miếng này là khoảng 3 lạng có nhau cái gì. Nhẹ thôi nha, nhẹ nhẹ thôi nha Vinh. Vòng tay ra phía trước đi Vinh ơi. Rồi dạ, vòng tay ra phía trước mặt của Ngọc. Nhẹ nhẹ. Em phải thử coi là cái này có ngon không em mới đút Ngọc được. Ngon quá. Rồi. Ngọc ơi ăn dưa hấu con ơi. Vô. Chơi phải chơi hết mình. Vô. Xong chưa? Bắt đầu chưa? Rồi xong.
không ăn. Tôi không ăn ba ơi. Không ăn cho hổ đẻ. Gì vậy? Ủa sao hổ nó làm gì mọi người ơi? Thưa quý vị, thưa quý vị, đây là chương trình 7 nụ cười xuân, chương trình của chúng tôi, chủ đại truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thôi, công ty không?